Hàng đến rồi, xem nào. Thanh long Việt Nam nha cả nhà. Hương thích món này nên mẹ mua cho em ấy đây. Lại. Xin Nói đi. đâu? Đừng, con vẫy tay đi. Xin Rồi, xin chào đâu? ai? Ông Xin đâu? bà. Mà. Ông bà. Cô chú. Anh chị và các bạn, xin chào. Hôm nay Hương đập hộp nè. Đi nào, đập hộp. Ra bốc quả nào. Đi ra. Nhanh nhanh. Hương thích ăn không? Hương đi khắc chùa ấy không? Con thích không? Con thích không? Thích ăn hả? Mẹ cắt ăn nhá. Mẹ cắt ăn luôn hả? Ừ, ăn luôn nào. Ăn luôn, dơ lên. Hương dơ quá cao lên xem mẹ có quá to không nào. Dơ lên. Dơ. Đứng xa ra đây không có không thấy. Ừ, không thấy. Không thấy. Đó. Nhiều chua. Mấy quả nhỉ? Đến rồi nào. Hai. 2, 4, 6, 8, 10. 10 quả 5 cân. 10 quả 5 cân. Ngồi xuống. Rồi mẹ lấy dao cắt cho em. Cắt nhá. Ừ. Nó cứ nhỏ thứ mây nhỏ cứ cứ mới đi tổ hạt cho rồi cứ muốn đó cái nhỏ đó cái nhỏ. Ừ, mẹ cắt cho. Ui trời ơi, nó háo ăn lắm ông bà cô chú à. Mẹ đang làm mà cứ háo háo ăn. Không biết có ngọt không nhá. Đây là hôm nay sẽ làm cho ra thử. thử Thực ra cái thùng này 10 quả mà có 23.000 won thôi thì thôi là tầm 400.000 tiền Việt Nam. nhầm Ôi trời ơi, mẹ nói đến đâu nó nói thật đến đấy. Con vẹt. 400.000 tiền Việt Nam mà không biết có ngọt không nha. Ừ, ngọt 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 không. ngọt Huân có thích ăn không? ăn Huân thích ăn quả này lắm, về nhà Huân thích ăn quả này cực kỳ luôn, vì Việt Nam ấy. Không là mẹ thấy trên mạng nó đang rẻ thì mẹ mua, mà em chỉ mua trên mạng coupon thôi nhá cả nhà, mua trên mạng á, tại vì cái này người ta phải nhập khẩu, phải đóng thuế rồi thì mới được bán trên mạng. Ừ. Chứ không còn mua cái hàng xách tay của Việt Nam ấy em rất là không yên tâm, bởi vì cái hoa quả mà người ta mang sang nó chưa chắc là đã phải là giống như là hoa quả sạch ấy. Cái con yếm này mẹ nói đến đâu, mẹ cắt nhỏ nữa nha, cắt nhỏ nữa. À, thấy có ngọt không? Nếu mà ngọt thì mai mang lên thưởng cho cô giáo và các bạn với nha. Ừ. Ngọt hả? Mẹ thì ăn thèm. Sao cái thanh long này nó nhiều hột thế sao? Bình thường cái thanh long ở nhà nó ít hột cơ. Mỗi lần mà Huy Uôn mà đi vệ sinh ấy cả nhà, mẹ vừa không dám nhìn với mình cái hột này nó rất là nhiều. Cười. Ăn cũng được chứ không ngọt bằng thanh long mua ở Việt Nam. Cái lần em về Việt Nam thanh long ngọt lắm. Ăn cũng được. Không ngọt. Có ngọt không? Ngon. Có ngon không? Không ngọt. Không ngon. Cũng là con vẹt. Gọi à ba ra ăn. À ba khoai đi một coi á. Khoai một cơ lắm. À ba khoai đi một coi á. Yo kid, video sale. Như chưa? Mà sao mở Em gọi ông xã ra ăn, không biết là ông xã có thích không? Xin quay đi á. Nhung quà. À ba yo kid, ông yo kid, yo kid, yo kid, yo kid. Yo kid, yo kid. Yoki, ăn vui rồi. Đau mà cô. Đau đâu? Về à pha. Ưng cả. À cả ưng cả hết sơ à pha. Nhau.
nó khẳng về luôn cho nên bị thương làm khác sinh tế ý con mẹ ơi cho má đi một bước một cổ đâu một cổ mẹ ơi ăn nữa ăn ta là bị thương làm đến sổ chín cha mà xít sổ bị thương làm ta làm ta là hình như là cái này chắc là để thêm nó chín được nữa cái tại vì là cái này cái tai của nó còn đang xanh nên là nó không được ngọt hay là do cái nỏi thanh long thì cái này ăn ra nè này em không dám chơi mua từ Việt Nam sang nữa mua Việt Nam sang vừa tiền cước đắt này đâu mà có như chị à tiền cước mắc mà có vừa tiền vận chuyển đắt này là cũng đã hơn 100.000 Việt Nam một cân rồi cộng thêm mua hoa quả tiền hoa quả nữa cộng thêm tiền ví dụ như tiền đặt cọc thì không nói làm gì rồi nếu như không bị bắt thì không mất tiền còn nếu như bị bắt thì thôi mất cả tiền cọc lẫn tiền hàng lẫn tiền vận chuyển luôn nên là thôi không mua bán chi từ Việt Nam về sang nữa cứ mua ở bên Hàn này vậy. Cái nào đắt quá thì nhịn, đợi sau này về Việt Nam mới ăn. Còn em cũng không có mua những cái người mang sách hàng tay ba từ Việt Nam sang á. Cũng sợ là hàng mang nhận này không được ưng ý này, hàng mình nhận này nó sẽ không tươi, không ngon ưng ý này. Thứ hai là nếu mà hàng tươi hàng ngon lại sợ là có chất bảo quản. Nên là chả biết lối nào mà tránh. Nên là bên Hàn này có mùa quả gì ăn quả mùa quả đấy, yên tâm. Người Việt Nam thì đang chuộng đồ hoa quả bên Hàn bán ở bên Việt Nam, mà người Việt Nam bên này lại ăn thèm hoa quả bên của Việt Nam. Đi không rồi à? Một cổ. Ôi trời Huyền ơi, Huyền tốt một cổ đó, Huyền ăn ngỏi nha. Huyền ăn giỏi cực kỳ, Huyền đây miếng này là miếng thứ mấy rồi ta? Mẹ một miếng, à ba một miếng. Huyền hai miếng rồi, đây nữa, tiếp theo. À ba ăn một cổ. À ba ăn một cổ, ừ. Cứ để Huyền một cổ nhá. Một cổ. Ừ, đây, của Huyền này. Ăn no không cần ăn cơm. À ba bảo không ngọt nên là à ba không ăn nữa. Ông xã này à, thích ăn cái quả nào nó thật ngọt cơ cả nhà. Lần về Việt Nam đấy này, ăn cam ngọt này, xoài ghép cũng ngọt này. Thế nhưng mua chứng biết. À đây. À, à đây. Cứ để làm miếng. Không có gì đâu vậy. 간식으로 나무 그래. 생선 아침 먹었어요. 또 먹고. 그래 또 내린 또. 아 이거 먹어. 이거 먹어요. 그거 해봐. 먹고 봐. 응응. 그거 해봐. 간다. 오늘 아침에 또 이거 먹을 거야. 쿵 chưa biết nghĩ là ăn cái gì thôi. May mắn cái này nó ship đến mua ăn thử. 그거 해 지금. So han ma đi thang chứ không hề nhá. Ừ. Rồi. Cái này là cái gọi là xương bò, đuôi bò các thứ họ nấu ninh thành nó đóng túi đây đấy cả nhà. Thì ông xã sẽ ăn cái này. Rồi đi mẹ, mẹ đi nấu cho bà ba nhá. Hoa quả đi. Ui. Ngồi lại đây. Yeah. con khỉ ấy, nguyện ăn trái cây ơi, đẹp quá, cái miệng đẹp quá. Này ăn đi, còn một miếng nữa tí nữa Huy ăn nốt nha. Đấy một quả mà mẹ ăn một miếng, ba một miếng còn đâu Huy ăn hết. Huy rất ăn rất ngói cái này. Cái này mẹ sẽ để ở đây cho nó chín thêm.
Mời quá, đẹp đĩa. Xé.맛있어? 맛있어? 아빠 뽀뽀 안 하고 도망가? 응? 까꿍. 까꿍? 도망가? 까꿍, 까꿍, 까꿍. 아빠가. 오이, 오, 놀라. 또 먹고, 엄마, 아빠, 추워. 이건 너희 나 안 넣었네. 조이. 까꿍이야? 오, 내 과학, 내 과학. 아? 피아조 탈 거, 또 이거 뭐야 이거 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 ngủ ra đây ngủ trước mà đi chị á một giống một già nó này này chị nó không dẻo tu đây của con này mẹ ăn miếng không ngọt này à phiêu tu phải thêm phố chứ đẹp cùng ta hàm miền tông chị gặp một người số à cho mọi người xem bà với đấy ngồi chán nét vào màn hình ơi vừa đi ship cả ta bút chì ừ bà cái gì chị ship cả ta bút chì ngồi xem sao đây mới thấy được em nát cười à nát cười à đang khoe ông bà vui vui mẹ ăn ăn thanh long ngon thế ăn thanh long ngon thế ồ dính hết tủ hột vào đây rồi rồi dẹp rồi rồi quay lại xem đẹp chưa
Thôi bye bye đi. Bye bye, xin chào. Hay là con ăn hết quả này đi. Múc phang à? Bye bye. Xin chào, tạm biệt. Con ơi, tạm biệt ông bà. Ôi, chú, anh chị. Chị. Và các bạn. Bye bye. Bye bye. Xin chào. Tôi yêu Việt Nam. Tôi yêu Việt Nam. Việt Nam. Ừ.